tôi sắp, tôi sắp. Làm cái tội gì vậy? Chuông báo thức kiểu mới dành cho mấy anh uống nước. Đến. Lên. Ngon lại đây lấy nè. Alo, phải chú bán hamburger không? Bán cho con 3 cái hamburger. Chúc con chuyển khoản. Rồi rồi, ok, cảm ơn chú. Đỡ đi xuống lấy cái bánh hamburger nè.
Đưa cái súng đây. Nè. Thank you.